các bạn ơi, đội kia đang ngồi nướng ở kia mà ngồi nấu mì tôm ngoài kia mãi chưa được ăn các bạn ạ. Bọn mình đã nấu xong rồi. Bây giờ mình đi siêu thị tiếp nha các bạn. Ăn mì thôi, ăn mì thôi. Ăn mì thôi. Không, cần đi siêu thị rồi. Thôi mời được ăn mì nha. Đi siêu thị đi. Được. Có mùi hành bên này không? Nóng quá, nóng quá. Bọn mình đi ngoại giao mãi mới lấy được về cái lồng mì tôm các bạn ạ. Bọn mình ăn thôi, nở hết mì rồi. Ui, thêm 3 quả trứng hết sảy. Quá ăn luôn. Mời các bạn nha. Wow. Quá. Ui giời, các bạn ơi, người trong tem thì nhìn thấy nhau thì cũng phải lá lành, đùm bọc lá rách các bạn ạ. Chẳng ai nhìn cái gì, người đang ăn vào nhìn vô duyên, ta kia đi. Sống trên đời xấu, cần có một tấm lòng. Ngon phết. Wow. Bắp cải nhặt được ngon thật. Đấy là quả bóng chứ bắp cải gì. Mình sút tên sút số. Cái nồi này đấy các bạn ạ. Nước sôi cho mình cho vào mì này nha. Bọn mình không cần ăn trong nồi, mình có bát hẳn thôi nha các bạn. Đây rồi. Ăn vui tư thoải mái. Để em ăn trước, tí em để phần cho các anh nha. Cái này nhiều miếng mà, em ăn mỗi một miếng thôi. Ăn một miếng thôi nha, còn để một anh ở đây. Ừ, một miếng thôi mà. Em ăn mỗi một miếng thôi. Bây giờ bọn mình sẽ bóc thịt viên để bỏ vào mì tôm nha. Thịt viên ăn liền vị sốt cá, cho vào với mì tôm, nhìn nó có bắt mắt không nhưng mà cho thêm ít hành lên nữa. Wow. Ôi dồi ôi, nó gọi là sang chảnh ngắm sao. Nó phải gọi là đẳng cấp của giới thượng lưu. Sư ơi, dô. Chanh mà mình nhặt được lúc ở trên rừng nghe các bạn nhá. Đấy, bắt chanh mà. Còn một tí để lại tối cắt chút. Đấy, giờ mình trộn lên lên. Ồ, này bọn mình có nước ngọt từ vừa rồi mình chơi thử thách thắng. Mời các bạn ăn chưa nhá. Buổi sáng không được ăn thịt viên ăn liền thì sốt cái. Có bồi bây giờ được ăn các bạn ạ. Ủa, nó phải gọi là quá đá. Một miếng mì. Wow. Không uống công 5 phút cuộc đời mình đi nhặt các bạn. Mày đưa ăn nhiều mà cho có sức chiều chiến tiếp. Vâng. Còn nhiều thử thách lắm. Ăn trưa xong thì cả team bọn mình sẽ đi ngắm cảnh nghỉ mát nghỉ ngơi nha các bạn. Tận hưởng thư giãn mấy đứa nhỉ. Vâng. Chiều bọn mình lại tiếp tục thử thách. Các bạn cùng chờ đón nhá. 2000 years later. Chàng ơi, nắng nóng quá cho bọn em xuống tắm đi. Bây giờ thì cũng theo nào, bây giờ là mấy giờ đây? Bây giờ là 15:45, cũng khá là muộn rồi nên là ở cái hòn đảo này thì có rất là nhiều đồ ăn. Chính vì thế là bọn mình sẽ kiếm ăn cho bữa tối nay luôn nhá các bạn nhá. Và chị đã chuẩn bị là ở đây có dụng cụ để chúng mình kiếm đồ ăn rồi. Và đội giành chiến thắng trong cái thử thách lần này thì sẽ được 5 hộp thịt viên ăn liền vị sốt cá heo cao bồi. Yeah. Cậu mới được quyền chọn chỗ ngủ nhá các bạn nhá. Wow. Và tính đến thời điểm là 6 giờ chúng mình sẽ tập trung ở tại cái địa điểm này để bọn mình để biết được xem là kết quả đội nào là đội giành chiến thắng. Và bây giờ bọn mình sẽ chọn dụng cụ và chia làm hai đội để đi tìm kiếm đồ ăn. Đội nào bắt được gì thì lấy luôn đồ đó ăn hả Trang? Đúng thế. Yeah. Ai kiếm được đồ gì thì là ăn luôn của đội đấy, không chung đụng nha. À. Bọn mình đã chia đều dụng cụ rồi, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu tiến hành đi săn bắt hải sản ở cái hòn đảo này. Và ai muốn tắm cứ tắm thoải mái, muốn làm gì thì làm, miễn là 6 giờ tập trung ở đây nhớ chưa? Vâng. Yeah. Let's go. Các bạn ơi, trường nó đi vệ sinh rồi các bạn ạ. Bọn mình sang bên hòn đảo bên kia, bọn mình xem kiếm qua ít hải sản nào không nha các bạn. Bọn mình kiếm xong bọn mình tắm các bạn ạ. Bọn mình vừa chuyển sang cái hòn đảo nhỏ có cái đảo to các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ ra cái chỗ mũi đảo nhỏ này để câu cá. Các bạn nhớ nó sâu hy vọng cá nó to các bạn ạ. Mình cũng có chỗ để bắt cá luôn các bạn ạ. Chứ ở trong kia ấy, cạn tàn hà mới xuống ở cắt vào chân các bạn. Các bạn ơi, mình phát hiện ra đấy có một hòn đá thật tinh luôn. Quần thơ phồng, lông loang này, quá đẹp luôn. Ui, bên này cả lỗ lỗ hay sao. Ui, công nhận các bạn ạ, chỗ này sạch tinh luôn. Như ở một công trình kiến trúc này các bạn này. Ui, nhìn đẹp nhở. Này, kia là biển này. Chỗ này nước nó sâu, bọn mình sẽ ra chỗ này bọn ngồi từ trên này để thả lưới, thả câu, thả cần câu nhá. Khanh có, Khanh cầm rổ thì Khanh sẽ đi ra phía kia để nhặt ốc nha. Còn mình sẽ ngồi đây mình câu. Nhắm nhặt con to to vào để cân cho nó nặng nhá Khanh nhá. Ở đây nhiều ốc lắm các bạn ơi. Mình nhặt nhiều cái được cả rồi này. Bây giờ bọn mình đi tìm mấy ốc bé bé để móc vào lấy câu, tí câu cá. Vâng, mình đã săn được hòn đảo này rồi nha các bạn.
Đây các bạn ơi, mình vẫn phát hiện đây có một ổ ốc này. Mình chỉ chọn con to thôi, được 3 con nha. Ôi trời ơi, mình đang đi nhặt ốc đây mà mình thấy có cái lưới này. Chắc này xem có con cá ngốc ốc nào xui đây không. Con ốc to đùng. Ốc hương à? Ôi không phải, ốc vôi xanh các bạn ạ. Cái lưới này toàn ốc vôi to thôi các bạn ơi. Ôi bơi 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 bơi. Con này người ta ăn sống luôn cơ. Thế anh cũng há mồm ra em nhét vào mồm. Ôi giời ơi, con điên là người ta ăn xin đạo. Nhưng mà bữa này lôi lên rồi các bạn ạ. Để lắm rồi đấy. Úi giời ơi, mình thấy con sò rồi. Ui giời ơi, hóa ra cái vỏ sò. Ô đây có con gì này. Ui đang sò. Mình cứ gọi là con cua nha các bạn. Đừng quay về đâu anh em ơi. Ừ. Ui, con này to quá. Cái này kệ, cứ lấy cái hải sản được rồi. Yeah. Mình này một con nữa các bạn. Đây này, cửa hai con này về rồi nhá. Về to hơn con trước. Về về. Con này to hơn tươi rổ luôn này. Được bao con về về rồi các bạn ạ. Con này ăn ngập mồm. Bác còn được con ghẹ khổng lồ các bạn ơi. Con này đi nó mì tôm hết sấy. Đây các bạn ơi, mình thấy con cái vật này hai càng này. Mấy cái nào cho vào nhanh cái gì hết các bạn. Và mình không thèm lấy cần câu luôn. Thế mình chỉ cần mỗi cái rổ đi bắt cái bé đó các bạn. Sau một thời gian bọn mình bắt lung tung beng tất cả các hải sản ở trên biển này, bọn mình chán quá rồi các bạn ạ. Nên là bây giờ mấy đứa đi ra bơi cho nó mát mẻ để ăn tối luôn các bạn ạ. Wow, vừa tắm biển vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn luôn. One hour later. Đây các bạn ơi, đây là thành quả của bọn mình. Sau mấy tiếng lặn ngụm thì cũng có cá này, cũng có bề bề này, có cả sò này. Đây, sò gạo này, sò gì đây này mình không biết nữa. Có cả hàu này. Đấy, có cả vẹm xanh này. Và cua. Và có cả cua nữa các bạn nhá. Nhưng cua là do nó cắp mình đau quá nên mình bẻ hết cả rồi. Đây còn những con cua kiểu kiểu dạng như này nữa. Đây là con sò, à con hàu. Đây là một con hàu nha các bạn. Đây bọn mình sẽ cân lên. Wow, một cân cho con luôn cơ chàng ơi. Một cân tròn nha các bạn. Ủa, em giờ hải sản VIP ôi chàng ạ. Còn chưa rửa nữa rồi. Đội này còn chưa rửa nữa, còn đầy cát này các bạn này. Đội này cũng được mấy con bề bề nhưng có một con to này. Và hai con ruốc nhá. Ui dồi, có cả con cua gì này. Ôi tôm hùm mà tôm hùm. Tôm hùm á? Đâu? Đây tôm hùm con bún này. Ôi, lật cả mình. Tôm hùm này các bạn ơi. Được cuốn được gần 4 lạng các bạn. Mà hai hộp thì biết ăn liền suốt cà heo cá bồi thì bọn mình còn có thêm 5 hộp nữa, tổng là 7 hộp nhé các bạn nha. Ngoài hải sản thì bọn mình còn cá cả thịt viên này, còn cá cả cháo nữa các bạn ạ. Rồi bây giờ bọn mình sẽ đi chế biến đồ ăn. Rồi mình mắc cái điện vào giữa cho sáng nha các bạn. Sáng rồi, sợi, quá tuyệt vời. Trời ơi, thằng điên này. Trời anh không. Anh không ăn được mà chạy nhanh thế. Bữa tối của mình có mì tôm, rau, mẹ mấy con hải sản lúc chiều bọn mình bắt được. Rồi các bạn ơi, bây giờ trời cũng tối om rồi, bây giờ bọn mình vẫn đang ở ngoài đảo nhá. Và vừa rồi đội mình chiến thắng nên đội mình sẽ được ở cái lều to. Đội mình lại cuộc thì ở cái lều thô sơ này các bạn nhá. Bây giờ bọn mình sẽ làm đồ ăn và bọn mình có thêm thịt viên nữa. Khanh ơi, cho thịt viên vào cháo để bọn mình ăn kèm với cháo nào. Vừa rồi mình gõ được ít hà, bây giờ mình sẽ cho hà vào trong nước để nấu cháo nha các bạn. Bọn mình cho rau vào luôn nha các bạn, nước sôi rồi. Của bọn mình là nồi lẩu hải sản nha các bạn. Quay quán nửa cái bát bọn mình xả mình để dành lại. Con chó ra nó gặm mấy miếng rồi. Đấy các bạn ơi, nhìn cái quán hải sản của bọn mình này các bạn. Wow. Tụi bọn mình tự bắt nha, không mua không diễn nha các bạn. Hải sản tươi sống luôn các bạn ơi. Đó, rất là ngon các bạn. Với kinh nghiệm hàng trăm năm sinh tồn nên bọn mình mới bắt được con này như này đấy. Kia bọn lâu bắt được kìa. Bọn mình vừa đi xuống dưới kia có đâm được một con cá, bây giờ mình sẽ nướng nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã nấu xong rồi nha, bây giờ mình sẽ ăn tối nha các bạn. Bữa tối nay của bọn mình đây, miếng thử dâu ăn mực nha các bạn. Ui giời, con này con bạch tuộc, nói chuyện đúng vào. Nó không đúng, đừng có ăn nữa. Con này là con ruốc mà mày. Thế mày đừng có ăn nữa. Được ăn đi. Rồi mình ăn một miếng nha các bạn. Mở bạn nha. Mình ăn được con bề bề mình tự bắt nha các bạn. Ui. Đây mình ăn con tôm hùm mình tự bắt cho các bạn xem. Tôm hùm pha kê nhá các bạn. Ừ, cái càng tôm. Ui giời ơi, ăn một miếng no luôn anh em ạ. Mày no rồi cái gì? Sao
À ừ, ăn con tôm phát lo luôn mà. Anh có này cho ra một góc cho anh, để anh hai anh em mình ăn. Thôi được rồi, em lại đói rồi. Ăn thôi. Nước lẩu ngon quá các bạn ạ. Em xin ngon bề bề nha. Thoải mái em, bọn mình nhiều mà. Ai bảo mà hôm nay mày cắp tao. Ui, cua hoàng đế đây rồi. Vừa ăn tôm hùm xong, bây giờ lại ăn cua hoàng đế. Hết sợ. Ngon đến ngâm sâu. Thôi anh em ăn nhanh rồi đi ngâm cảnh đi. Ăn đi mày đứa. Mời chàng nha. Mời chàng nha. Thịt viên theo các bữa ăn ngon quá chàng ạ. Tất nhiên. Đây, để gắp cho mày được miếng cá nướng nè. Em xin chị Hằng. Con cá này to phết các bạn. Thơm á. Ngon lắm chẳng ạ. Ngon nhỉ. Ăn xong bọn mình còn có ốc luộc ở dưới này nha các bạn. Wow. Trời ơi, một chú hàu to béo ngậy như này mà mình quên mất này rồi, nó thành than rồi. Ngon quá chị Hằng ạ. Ngon nhưng mà ngon. Tất nhiên rồi, bởi vì có thịt viên ăn liền vị sốt cá heo cao bồi mà. Heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Rồi bây giờ mình chuyển qua ăn nghêu sáu hến nha các bạn nha. Đây, mấy con nghêu mình bắt được này. Đây, con sò này các bạn này. Ngon lắm. Sò ngon mấy đứa. Ui, các bạn, giờ được quả ốc to chưa? Mời các bạn nha. Five minutes later. Bây giờ tập trung lại đây, chị thông báo lịch nghỉ lễ nào. Được rồi, được rồi. Hôm nay thì mùng 2/9 thì mấy đứa đi ra đảo để chơi rồi đúng không? Vâng. Ngày mai mùng 3/9 thì mấy đứa vẫn làm việc bình thường. Còn nào mùng 4/9 thì mấy đứa vẫn tiếp tục đi làm. Còn mùng 5/9 thì vào gọi cái thư lệ ra gọi thông báo cho nó dễ nhỉ. Thôi mày để nó ngủ đi. Con tí nó ra nó nghe tin của chàng nó giật mình, nó giờ tí đêm nó ngủ được, nó ngồi nó nhìn lên đấy. Đúng rồi, thích quá. Quay nhiều lên thích quá. Đấy chị à, thông báo lịch nghỉ lễ xong rồi, bây giờ thì mấy đứa chuẩn bị sắp xếp chỗ ngủ rồi đi ngủ thôi. Để kết thúc ngày đầu tiên nha các bạn nha. Nhưng mà chị Hằng ơi, đây là lần đầu tiên em ngủ ở ngay cái nơi hoang vu như thế này ấy. Thôi, mày không phải lo lắng đâu, có anh ở đây rồi. Bây giờ anh kể chuyện ma cho mày ngủ nha. Đúng mày, định dìm tao xuống đáy xã hội đúng không? Sorry, tao từ đáy xã hội mà đi lên. Chúng mày bảo tao phèn đúng không? Đúng, tao phèn. Tao đi mặc quần đùi áo cộc, nhưng mà cái bốn cách của tao hơn mày rất nhiều. Tôi cứ đây đừng có kể nữa. Em mang một cái quần ở đây. Em mà đã được quần thì anh cũng ngủ với em được không? Không, cho mày ai kia ngủ với mình. Thôi muộn rồi, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đi ngủ và ngủ một mạch đến sáng ngày mai thì bọn mình lại quay tiếp video nha. Rồi đi ngủ đi mày đó. Thousand years later. Năm giờ chẳng ạ. 5:12 ngày 3/9 rồi nha các bạn. Thế thì bọn mình điện thoại sớm để đón Minh Minh này. Các bạn nhìn trời đẹp chưa? Rồi các bạn ơi, bây giờ mặt trời cũng lên rất là cao rồi và mình bắt đầu ăn bữa sáng. Mình có để lại hai cái bánh mì dài to để ăn sáng bữa sáng ngày hôm nay, nhưng mà mấy đứa để quên ở trong rừng, không mang vào trong lều, nên là đã bị mấy con chó sói ăn rồi các bạn ạ. Ba con chó sói ăn rồi. Nên là bây giờ bọn mình viên ăn liền với sốt cá heo cao bồi đi. Bọn mình sẽ ăn sáng bằng thịt viên luôn nha các bạn nhé. Vẫn đầy đủ dinh dưỡng nha các bạn. Mời các bạn nha. Các bạn ăn đi mấy đứa. Và bọn mình ăn sáng xong thì chắc là cũng kết thúc cái chuyến hành trình ngày hôm nay thôi các bạn ạ. Ngon chưa mấy đứa? Ngon chưa? Ngon chưa?
Rồi các bạn ơi, bọn mình đã ăn sáng xong rồi và bây giờ bọn mình sẽ thu dọn đồ đạc để di chuyển vào đất liền nhé các bạn nhé. Và bọn mình cũng xin kết thúc video hành trình 2 ngày 1 đêm của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.